Bài thể dục nhịp điệu. Bước dậm chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển hông ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tách chân khuỵu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đặt mũi chân trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đặt gót trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài thể dục nhịp điệu 8, phần 1. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai chân khép, hai tay khép sát thân, mắt nhìn thẳng trước. Động tác 1. Bước dậm chân. Nhịp 1, chân trái nâng gối lên và dậm xuống, chân phải nâng lên, hai tay co ngang đốc theo thân, bàn tay nắm hướng ra trước. Nhịp 2, chân phải dậm xuống, chân trái nâng lên, hai tay duỗi thẳng lên cao chết chữ V, bàn tay xòe hướng ra trước. Nhịp 3, chân thực hiện như nhịp 1, hai tay chéo cao trên đầu, tay phải trước. Nhịp 4, thực hiện trở về nhịp 2. Nhịp 5 đến nhịp 8, thực hiện như nhịp 1 đến nhịp 4. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. Chuyển hông ngang, tư thế chuẩn bị. Nhịp 8 của động tác 1. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, hông chuyển sang trái, hai tay quay khuỷu tay vòng vào trong, tay trái duỗi thẳng ngang chết dưới, tay phải co sát hông, hai bàn tay xòe hướng về sau. Nhịp 2, hông chuyển sang phải, tay đổi bên phải. Nhịp 3, thực hiện trở về nhịp 1. Nhịp 4, thực hiện trở về nhịp 2. Nhịp 5 đến nhịp 8, thực hiện như nhịp 1 đến nhịp 4, nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3. Tách chân khuỵu gối, tư thế chuẩn bị. Nhịp 8 của động tác 2. Nhịp 1, chân trái chuyển rộng sang ngang, hai gối khuỵu, hai tay vòng sang ngang lên cao đan chéo, tay phải trước, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 2, hai chân duỗi thẳng, hai tay hướng cao chết chữ V, lòng bàn tay hướng ra trước. Nhịp 3, hai chân khuỵu gối, hai tay vòng sang ngang đan chéo trước chết dưới, tay trái trên. Nhịp 4, hai chân duỗi thẳng, hai tay ngang chết dưới, lòng bàn tay hướng vào trong. Nhịp 5 đến nhịp 8, thực hiện như nhịp 1 đến nhịp 4. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4. Đặt mũi chân trước, tư thế chuẩn bị. Nhịp 8 của động tác 3. Nhịp 1, chân trái nâng và đưa ra trước đặt mũi chân, hai tay co ngang đầu, bàn tay xòe hướng ra trước. Nhịp 2, chân trái bước khép trở về, hai tay co chéo trước mặt, tay phải trước. Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5 đến nhịp 8, thực hiện như nhịp 1 đến nhịp 4. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 5. Đặt gót trước, tư thế chuẩn bị. Nhịp 8 của động tác 4. Nhịp 1, chân trái bước ra trước đặt gót, chân phải khuỵu gối, hai tay duỗi thẳng trước chích dưới, bàn tay xòe. Nhịp 2, chân trái bước thu về, hai tay đan chéo co vào trước ngực, tay phải trước, hai bàn tay khép úp vào thân.
Nhịp 3, thực hiện như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, thực hiện như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5 đến nhịp 8, thực hiện như nhịp 1 đến nhịp 4. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài thể dục nhịp điệu. Bước dậm chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển hông ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tách chân khuỵu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đặt mũi chân trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đặt gót trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.